Dạ Dung Mai, chị chào bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. À cả nhà ơi, ngày hôm nay em về vườn quay cho chúng ta một cái lô này á, là giá cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ rẻ. Và trong đây nó có rất là nhiều loại ở trong đây cả nhà. À, ngày hôm nay bên em còn giải phóng mặt bằng ha. À, giá thực sự rất là ưu đãi, chỉ có 30k một cây thôi cả nhà. 30k một cây, ở trong đây nó rất là nhiều loại giống nha. Đầu tiên nó sẽ là dòng dẫn nhung thơm môn chùm. À, loại này á, thì hoa nó mịn như nhung nha cả nhà. Đó, mấy cây này già mùa hết trơn rồi nè. Hàng này là ăn mùa mấy hết trơn rồi nha. Đó, rồi dẻo nhung nè. Rồi gì đây? Cúc vạn thọ cánh sáng. Rồi sáng ngày nói hết được luôn rồi mọi người ơi. Dẻo nhung thơm nha. Rồi vạn thọ cánh sáng nè. Rồi mấy loại cúc nè, cúc cúc đọt xanh, rồi cúc tây thi, rồi ôi nó rất là nhiều ở trong đây nè cả nhà ơi, nó combo luôn, combo nó rất là nhiều luôn. Rồi mấy cây này cái gì đây? À, cúc hoàng hậu nữa cả nhà, có cúc hoàng hậu luôn nha. Rồi cúc tây thi nữa, hoàng hậu tây thi đủ kiểu luôn. À, quá trời nhiều loại ở trong đây luôn nha. Qua bên đây coi lại cái gì đây. À, cái nguyên cái đám này là cái dẻo nhung rồi, cái bông nó bự nè, dẻo nhung bông nó bự quá bự cả nhà ơi. Giá cũng 30k luôn ha, bán thanh lý giải phóng luôn cho hết cho rồi luôn. Rồi bên đây hàng gì đây? À, có cúc kem luôn nha. Có cúc kem luôn cả nhà ơi. 30k luôn nha. Mọi người hãy nhanh tay lựa chọn những cái giống mai mình yêu thích nha. 10 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. 10 cây thì bao ship cho chúng ta nha. Rồi qua bên đây coi có dòng gì nữa đây. À, bên đây có không nhị hoàng huyết long nữa cả nhà ơi. Đây, không nhị hoàng huyết long. Đó. Lô này về chúng ta lấy bo được hết rồi nha. Rồi cúc VIP hay còn gọi là cúc chi kỷ nữa nè. Đây nè. 30k một cây thôi. Ở trong đây nó có rất là nhiều loại giống nha cả nhà. À, cả nhà nhìn nè. Đó, cây ở đây sinh trưởng rất là mạnh ha. Rồi ai thích dòng nào thì hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Bên đây có dòng cúc đọt xanh nữa nha. Rồi chỉ có 30k một cây thôi. Nhanh tay, 10 cây 300, 10 cây 300 nha cả nhà.